Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Jack Slit. Và chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo nhá. Thì sáng nay rất là may mắn và rất là mừng rỡ, rất là gọi là thành công khi mà chúng ta đã đạt được 7.000 like. Vì thế mà chiều nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của Jack Smith. Thì mình cũng nhận được một số cái phản hồi như thế này, là có rất là nhiều bạn muốn mình làm công viên khủng long này, hay là Squawk and Show này. Nhưng mà thực sự á, là một ngày mình không có nhiều thời gian, mình chỉ có thời gian rảnh để làm Jack Smith thôi. Nếu như mà buổi sáng ấy lượt like nó không đủ 7.000 ấy, thì chiều là sẽ có cái game Squawk and Show. Tuy nhiên là đã có quá nhiều người, đông đảo người muốn mình làm cho xong cái game Jack Smith này đi. Vì thế mình cũng quyết định làm cho xong cái game Jack Smith này đi. Vì thế nếu mà bạn nào mà thích xem Squawk and Show hay là công viên khủng long á, thì các bạn hãy cố gắng đợi nha, mình không có nhiều thời gian để làm game. Còn nếu bạn nào mà cảm thấy mà không xem được nữa thì các bạn có thể un sub của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, đừng chửi. Chúng ta hãy thể hiện chúng ta là một người lịch sự, ok. Rồi hôm nay chúng ta đến với ngày thứ 34 rồi, cũng sắp hết rồi các bạn ạ. Chúng ta đã có một cây cây chùy gai các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ làm nhiều món một lúc nhá. Bởi vì làm nhiều món một lúc được khá là nhiều bạn hưởng ứng. Vì thế mà hôm nay mình sẽ làm nhiều món một lúc cho các bạn xem. Trước tiên là mình phải ghé vào trong kia, ủa khá nhiều cái quan hệ nước này. Trước tiên mình phải ghé vào đây để xem là có một cái, à đây. Rồi mình sẽ bookmark một cái cây này nhá các bạn. Mình sẽ không đánh dấu những cây khác nữa. Đây mình sẽ cất cái cây đi, không đánh dấu nữa. Mình sẽ xem cái này hệ gì này. Hệ gold nhá các bạn. Rồi tí mà nó may được có một cái ba chia thì chúng ta sẽ chọn một cái ba chia hệ gold. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái chùy. Tất nhiên là phải chùy nước rồi, bởi vì chùy là hệ nước đấy các bạn. Rồi mình sẽ làm một cái chùy chùy gold đi. Rồi mình sẽ dập nhanh để nhanh chóng đến với cái món đồ thứ hai nhé các bạn. Các bạn nhớ là hệ gold nhá, nhớ là cái ba chĩa hệ gold, chúng ta cần phải nhớ cho kỹ vào, không là quên là chết đấy. Hôm nay chúng ta phải làm được một món đồ epic, không thể tệ hại mãi được các bạn ạ. Hôm nay chúng ta phải làm một cái món đồ epic. Mấy cái dìu, mấy cái chùy làm sau đi. Đây, mới nói là đã có rồi nè. Đây, một cái ba chia này đúng không các bạn. Đây, hệ gold. Đó, chuẩn mỡ rồi. Xem nào, công thức nào. Thôi bây giờ trong lúc đấy mình sẽ vào và làm cái chùy cho xong đi đã. Ok. Mình ghét làm cái chùy này ghê luôn. Không biết là các bạn có thích làm cái chùy này không. Riêng mình là mình, riêng bản thân của Vũ Lít là úi dồi, ghét. Ghét cay, ghét đắng luôn. Cái này làm mình không bao giờ làm được 100%. Mình biết là có rất là nhiều bạn có thể làm được 100%, tuy nhiên là mình không làm được cho nên mình ghét. Các bạn làm được thì các bạn thích làm, còn mình không làm được cho nên mình ghét thôi. Cái chuyện đấy nó bình thường, đúng không các bạn? Nhiều bạn gọi là pro thì các bạn, professional thì các bạn có thể làm được, còn mình thì gọi là cùi cùi thôi, làm không được. Ồ, một cái chùy, một cái búa dìu nữa. Hệ lốc xoáy này, bởi vì sao giờ nó ép mình phải làm mấy cái hệ đầu ta. Ô chưa đổ này. Steel nhá. Rồi, cay được rồi này. Chúng ta sẽ kéo xuống. Chưa gì đã được 4 món này các bạn ạ. Các bạn thấy bây giờ mình làm nó nhanh không? Thợ rèn vãi cả rèn luôn. Ok. Cũng nhờ sự ủng hộ của mọi người cho nên bây giờ mình làm mới nhanh thế này đấy. Mình nghĩ là phải hệ nước này. Ok. Gôn đi. Rồi mình sẽ làm cái này cho xong đi đã. Không, mình đừng có đụng chạm đến mấy cái món đồ kia. Mấy món đồ kia là của cái... Ôi chết rồi, đang phải nói chuyện. Mấy cái món đồ kia là của cây pike các bạn ạ. Rồi kệ đi. Cái dìu này hơi tệ. Mình đang... Soji 195-82. Hơi tệ rồi đấy. Cái búa này hơi... Cái dìu này hơi tệ đấy. Rồi có một món nó tới này. Mình sẽ order một cây kiếm. Thôi đợi mình lấy đổ cái này xuống đã. Không là nó quá thời gian là xong luôn đấy các bạn. Mình sẽ order thêm một cái kiếm nữa để làm cho nhanh. Ok, order một cái kiếm. Sao hôm nay nó bắt làm nhiều cái pike vậy ta? Nước này. Đây là một cái kiếm Sissito đi. Ok. Mình sẽ ưu tiên làm những cái món nó dễ trước. Như cái pike này khó quá mình sẽ làm sau vậy. Ok. Làm cái dìu này trước, bởi cái dìu này dễ. Này à, đúng không ta? Cái này có được 100 không ta? Đó. Mình để nó không biết nó có đúng hay không. Làm nhiều cái một lúc là nó dễ bị loạn lắm các bạn ạ. Đó, lại awesome thôi à. Awesome, rồi kệ đi, có hệ lá này. Perfect, tuyệt vời. Đây là cái dìu tuyệt nhất. 100, 197. Đấy, bây giờ mình đã biết cách làm 100 rồi các bạn ạ.
Ôi cái kiếm này gần tới rồi. Trời ơi, hôm nay nó bắt mình làm ba cái pike. Vãi cả lồng thật. Rồi làm steel thôi. Rồi bây giờ mình sẵn sàng để làm mấy món đồ này rồi. Thế là mình đã order xong hết rồi đấy các bạn, nhanh không? Bây giờ là tới nhiệm vụ là đi làm thôi. Đó. Mình sẽ làm cái kiếm ở trước bởi vì kiếm dễ làm. 4, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dạ, yeah. Mình nghĩ là ổn đấy. Ôi, kiếm này dễ được, bơ phạch các bạn. Bơ phạch, tuyệt vời lắm. Bơ phạch, rồi ngon. Bơ, Okita, trời ơi. Tức ghê luôn á, 199.98, đập hơi tệ. Với cả làm cái handmake cũng hơi tệ nữa. Ôi, cái này tới luôn nè. Rồi, kéo xuống. Mình làm nhiều cái một lúc nó dễ loạn lắm. Tuy nhiên là các bạn xem thì nó sẽ dễ hơn. Mình nói thật, các bạn xem thì chắc chắn nó sẽ dễ hơn rồi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chứ rồi, mình nghĩ là không được rồi. Không ổn lắm rồi. Hiện tại là tốt nhất là bây giờ chúng ta chưa lên chạm vào bất cứ một cái gì của cái món đồ kia, của mấy cái đồ epic kia. Để tí nữa mình vào mình xem lại một lượt rồi mình làm luôn. Mình ghét làm mấy cái giáo ghê luôn các bạn, bởi vì nó rất là khó. Cái đít hơi bị Sida tí, tuy nhiên là 195.93. Cái đập B cuối đập hơi bị Sida đấy. Cái này đúng không? 8 7 6 5 4 Ê 3 2 1 Cái này hơi lệch này. Rồi, mình nghĩ cái này là đẹp mà. Perfect. À, good. Khó quá, mình ghét cái này. Oh. Awesome. Đây. Mới cuối cùng luôn là HMM, vãi cả HMM. Bựa vãi, 197.90. Cái làm tay hơi khó. Ok rồi, bây giờ mình sẽ xem cái design này. Rồi, đã hiểu. Thực sự là chưa hiểu lắm đâu, tuy nhiên là ủa? No, để mình xem lại đã. Chết thôi. Ốc chó rồi các bạn ơi. Thôi kệ đi, để cái sau vậy. Sida rồi, ngu rồi. Các bạn thông cảm cho cái số phận của một người già lão hóa như mình nhá. Không sao, để tí làm lại cũng được, làm lại cái khác cũng được. Không sao. Mình nghĩ là hôm nay là người ta đã cho mình quá nhiều cơ hội để làm cái giáo thế này rồi, mà mình lại mất công sức của người ta thế. Ui, hơi tệ đấy. Nãy giờ toàn hút thôi, mày nói chuyện quá. À, mình quên, mình đã có thể mua được cái Swissito ở kia rồi. Rồi, đóng cửa thả chó thôi. Hơi tệ. Sao thì các bạn, mình lại nhìn mắt nó lố ở 47 rồi. Nhìn mắt nó lố các bạn ạ. Sorry các bạn nhé, tại vì làm nhiều cái quá nó kiểu nó bị sao nhãng rồi, phải nói là sao nhãng. Sao nhãng vồn luôn đấy. Nếu mình làm từng cái một thì mình có thể làm được. Lẽ ra phải làm cái ba chĩa cái đúng rồi. Trời ơi. Làm từng cái, làm nhiều cái một lúc nó sao nhãng lắm các bạn. Khó. Mình hy vọng nó có thể thắng đây. Quan trọng là bây giờ mình phải thắng. Ê. Cái ngọc là quan trọng lắm. Ngọc là quan trọng phết luôn đấy. Mình rất là cần mấy cái ngọc như này. Ồ, quái mới. Mình phải hôi bia liên tục các bạn. Con này là con chó sói à? Chim chó sói. Mình không biết gọi tên cái này thế nào cho nó phù hợp nữa. Nhìn khắm vãi cả lồng ra. Ok, wow. Con này là cá. Con này không biết gọi là con cá hay con gì nữa, nó có vây cá kìa. Gọi là con cá hay là con thuồng luồng kìa. Nghe khắm vãi. Diệt. Xiên chết nó. Hồi máu nhiều ghê luôn các bạn. Hồi được một khúc ngắn tẹo à. Ok. Nếu bạn thích thì mình chiều. Ồ. Mình nãy giờ mình bận nhặt mỏi tay quá. Ok. Wow, con chim. Con chim. Nhưng mà bây giờ mình chế tạo đồ kiểu gì cũng không thua được các bạn ạ. Mình để dành rất là nhiều kim cương. Để làm gì ư? Để mà đến thời điểm một con Pike chạy về rồi. Vãi.
Đừng có thua nha. Chắc không thua đâu nhỉ các bạn nhỉ. Có bao nhiêu skill mình xài hết. No, đừng có thua. Nó đập một cái chết hết đấy. Yes. Nó chưa kịp đập các bạn ạ. Nó đập cái mình nghĩ là chết hết mất. Quá là nhiều đồ luôn. Oh, quá trời Zixito nữa nè. Tuyệt vời. Yeah. Rồi, để xem được những cái gì nào. Level 25, có lên 26 hay không đấy. Cố lên. No, chưa lên được 26 các bạn ạ. Ngày thứ 34 rồi nè. Nhanh vãi. Rồi, bây giờ trước tiên là cái nhiệm vụ của mình là vào xem cái design để xem nó có thêm cái món đồ gì mới hay không. Mình hy vọng nó sẽ có món đồ mới. Vẫn chưa qua được map cánh rừng các bạn ạ. Hồi nãy lẽ ra mình lên làm một cái chùy gai bởi vì nó là món đồ mới, ít ra nó là món đồ mới các bạn ạ. Ok. Rồi, hệ băng không à? Wow, cái gì? Toàn hệ băng với hệ lá này. Khá là nhiều băng, băng với lá là chủ đạo. Rồi, trong phần design này nó có một cái chùy. Có cái chùy gai Kitsito. Rồi, bây giờ mình có thể vào trong đây nào để mình mua những cái món đồ này. Đó, mình có thể, bây giờ mình đã bắt đầu mua được cái này rồi. Thấy chưa? Tuyệt vời chưa? Rồi, mình sẽ làm một cái chùy gai Kitsito các bạn nhé. Bởi vì vừa thấy nó giới thiệu. Thôi, lần này mình sẽ làm từng món đi. Các bạn thông cảm cho mình nhé. Mình sẽ muốn làm từng món một lần. Bởi vì mình muốn làm nó đồ epic chứ. Nhiều khi mình lăng quăng mình lại quên mất cái nhiệm vụ của cái việc này. Ê, làm mấy cái đồ epic này để mốt lỡ may có boss thì còn đó được cộng á. Nếu bạn mà làm đồ epic thì mốt thì cái đồ của bạn nó sẽ được cộng vĩnh viễn mấy cái gì á. Vì thế mà chúng ta cần phải wow. Chua à, cái này nó không có hướng, cái này nó không có kia. Nó không có hướng dẫn làm như cái kia, khó quá. Nhìn này là không bao được 100% luôn đấy. Mình nhìn là không thấy dấu hiệu của sự 100% đâu. Thôi cứ đập đi. Đập bừa đi không sao đâu. Nhìn nó cứ sai sai nào các bạn nhìn. Đập cái này khó được 100 lắm. Nhưng mà nhìn vẫn đẹp. Rồi. Bây sẽ bách ra ngoài để xem cái công thức nó như thế nào. Cái này màu xanh này. Ba chĩa này. Màu xanh. Rồi, đã hiểu. Nhân tiện làm một cái ba chia luôn. Ba chia này, ba chia vàng rồi đúng không? Ba chia vàng để... Ok, rồi. Green tool. Màu xanh này. Chuẩn rồi. Rồi, cái này. Awesome. Rồi, cái đuôi là cái đuôi gì ta? Thôi chết. Đây, đuôi này. Chuẩn rồi. Món đồ epic. Tuyệt vời. Yes. Đấy, được cộng 4 tất cả tấn công thấy chưa. Yes. 190. Ô, cũng được 97 quá. Cũng không tệ đâu. Order một cái ba chia nữa. Hệ nước với lại... Mình muốn order cái cây này bởi vì nó khá là rẻ. Order một cái cung nữa. Cây cung. Cây cung băng. Chuẩn có mỡ rồi. Steel đi. Cái pike này là gold đi. Bây giờ mình có thể làm mấy cái một lúc rồi không sao. Order. Mình sẽ làm thêm một cái kiếm nữa. Cái kiếm băng. Ok. Rồi một món được rồi nè. Cái này là cây ba chĩa đúng không các bạn? Để mình xem nào. Bây giờ bắt đầu order nó linh tai tinh rồi đấy. 5 4 3 2 1 0. Ok, thử bách đã. Retool Crescito. Rồi bây giờ mình sẽ kéo cái cung này xuống. Mấy cái món đồ giờ nó đều nhau khó làm quá à. Cực kỳ khó làm luôn các bạn ạ. Với một cái thợ rèn lâu năm như mình thì mình nghĩ là mình cần phải quan trọng là mấy cái món đồ epic ấy, mình cần phải làm nó cẩn thận, cẩn trọng nó lại. Ok rồi, tạm thời như vậy đã. Mình làm cái cung trước nhá, cái cung dễ làm cho nên làm trước. Căn bản là không dễ làm đâu nhưng mà mình phải làm nó trước các bạn ạ. Khó kéo ghê, mình ghét mình làm cái cung này. Nó cứ lệch lệch kiểu gì ấy. Băng nè. Đó. Perfect. Băng nữa nè. Perfect. Oh, wait. Tệ vãi. 195. Ô, mình đã được thêm 10 cái điểm này nữa rồi. Mình sẽ order thêm một cái cung nữa. Order một cái cung nữa.
Hôm nay nhiều cung quá ta. Chắc là nó cho mình nhiều cái băng ấy, cho nên là nó muốn mình làm cái cung ấy. Mình nghĩ vậy, mình thấy quá trời cung luôn. Ok, mình sẽ làm cho xong cái kiếm này đi. 2, 3, 4, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dư, không biết để gì, đập vào đây cho nó sốc. Mấy cái này mình thích, mấy cái này nó dễ được perfect. Đấy, quá dễ perfect luôn. Nhưng mà cái này thì hơi khó này, nhưng mà vẫn được, bởi vì mình quá giỏi. I love mình, I love you chụt chụt, I love me chụt chụt. Đó, finish 3 cái 100. Ủa sao cái Hummer được có 97 rồi, đập hơi tệ đấy các bạn. Rồi ok, mình sẽ order cái cung cuối cùng bằng Sweet Cito. Ok rồi, mình sẽ làm cái cung này. What, cái cung này mình còn chưa đổ à, bựa vãi. Rồi giờ mình phải làm hai, làm cái hai pike. À rồi, bây giờ phải ra xem ở đấy này. Ê, no. Ra xem cái công thức ở đây. Nhức đầu quá các bạn ạ. Rồi, cái này xong. Ủa, remove, what? Đâu ta cái pike rồi, đây. Rồi, đã hiểu. Bây giờ phải tập trung cái này đúng không ta? Sai lầm là một sai một ly là đi một dặm đấy các bạn. Ok rồi, phải bỏ cái này vào giữa. À no, oh good, không sao, đồ epic thì làm thế nào cũng chả được. Good đây đúng không ta? Đây chỉ còn mỗi cái này thôi, chuẩn cái mã rồi. Awesome, đó cộng 5 tất cả kia, hai món đồ epic luôn. Ô 100 189, không tệ lắm. Ok, cái cung này sắp được rồi nè. Bây mình còn hai cái cung này nữa thôi. Ok. Các bạn thấy mình bề rèn nó khác ngày xưa vãi cả lồng ra luôn. Ngày xưa rèn nó đâu có nhanh như thế này. Bây còn bày đặt làm 5-6 cái một lúc nữa. Ghê. À. Mình đã làm được hai cái món đồ epic trong tập này rồi, tuyệt vời. Theo mình nhớ không nhầm mình sẽ canh với lại hai cái hình tròn ở dưới đây đi. Mình nghĩ là mình canh với hai cái hình tròn dưới đây thì nó ngon hơn. Đây. Và lên tí nữa. Đó, chuẩn rồi. Mình nghĩ cái này đẹp rồi này. Mình không còn cái nước nào nữa, mình chỉ còn nước là canh với hai cái hình tròn đấy thôi. Ồ. Có hệ lá này. Hệ lá này, hệ 3 4 lá là với hệ 4 lá kia nó có giống nhau không ta? Ôi hit. Phải cả hit. Awesome rồi. Ok, được thêm một cái cung nữa. Đó, mình canh đúng rồi các bạn ơi. Hay đấy, mình bắt đầu cái canh rồi đấy. Retool. Còn cái bu này với cả cái kia nữa, khổ quá. Đây. Hơi khó canh, nhưng mà kệ. Mình ghét canh cái này. Cái cung của nó lệch thế nào quá. Bặc. Awesome. Sấm sớp. Yes, awesome. Finish. Rồi, ủa xong rồi, 100 197, ủa xong rồi, mình tưởng còn một cái pike đó chứ. Yeah, đóng cửa thái chó, dư 42 lận, ghê. Yeah. Let's go, tới giờ hôi của rồi các bạn. Skill mạnh lên. Wow, con này càng, con quái càng, ôi chết rồi, trượt rồi. Con quái càng ngày càng mạnh các bạn ạ, và đồ nó rơi ra càng nhiều, nhặt không thấu. Đó, nhặt không thấu đồ. Hồi máu liên tục đi. Hồi máu liên tục đi. Ui mấy con hệ băng chết nhanh ghê luôn. Mình toàn vũ khí hệ băng rồi, bảo sao mấy con hệ băng chết nhanh vãi. Yes. Wow. Bổ thốn vãi. Bổ mắt thốn luôn. Ui nhiều đồ rơi ra quá mà mình nhặt không hết các bạn. Ôi mà lâu lắm mình không thấy làm một cái khiên đấy các bạn nhỉ. Lâu lắm không thấy một cái khiên đấy. Nó lắm không thấy một anh chàng kiều tới để bắt mình làm một cái khiên. Rất là nhiều Crescito. Trời ơi, con vịt xanh. Wow, con này phi tiêu. Phi tiêu cũng phải chết. Dám động đến đội quân chó của Vũ Lít. Yes, chưa hết đây. Con này bị điện giật, téo hết cả chim lại. Sợ vậy. Đội quân điện giật. Đội quân chó điện giật. Mình không biết gọi cái đội quân của mình là đội quân gì nữa. Mình chỉ biết là chó thôi. Đóng cửa thái chó thôi. Ồ, ok. Ê,
thắng thiếu nhiều đồ quá. Vẫn chưa ai chạy về, chắc trận này ồ mới nói xong đã có một anh cung chạy về rồi. Không biết có win được không đây. Thấy có vẻ khó khăn đấy. Chúa tể rừng xanh, con mana canh mặc váy. Mình đưa ra tay, mình đưa ra tên đó luôn. Chúa tể rừng xanh, con mana canh mặc váy. Rồi xong. Tuyệt vời, mình không ngờ luôn đấy. Rồi. Vẫn win các bạn ạ. Có cái gì đấy sao cho toàn tiếc cái này. Một cái công thức mới. Tuyệt vời. Ủa mình đã có 30 công thức rồi. Vãi thật. Lên cấp 26. Yeah, oh yeah. Đấy thằng bạn chó này xuất hiện. Vừa lên cấp là bạn chó xuất hiện các bạn ạ. Wow, 30 cái crystal lận. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip nha. Và nếu các bạn thích thì đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.